lúc xây dựng trong đăng tham mưu là hai đã vay đồng bông đại lục xây xong ra chất bỏ bằng ca sản xong đại thang nạp bạc thằng pi chẳng là xây thuê chia sản chất tì bùng bùa nắng xây cha rồi anh ca ngay được thay đồng bay khai cả đá năm pi phong đã buồn nữa nhưng bạn sẽ xây xong bật mùi tự chung cả nạp bạc thằng pi thà khiêm ở cún để bạn sản khiêm châu thử cả nạp bạc tì bùng bùa nắng khiêm tự tu vô sản nạp nạp bạc ប្រសិនបើឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នថ្មីមួយនេះត្រូវបានធានាច្បាស់លាស់និងលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំអាចអនុវត្តកិច្ចការងារកោជបអឯករាជ្យនឹងអភិក្រិតខ្ញុំចង់ឲ្យកោជបច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងកោជបហ្នឹងគឺអនុវត្តនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាឲ្យដូចឲ្យស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងបានវិសោធនកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីថ្មីនេះចា បាទ អញ្ចឹង ជារួម លោក ស្រី មើល ថា ច្បាប់ ហ្នឹង គឺ មិន អាច ឲ្យ លោក ស្រី មាន ឯករាជ្យ ភាព ឬ យ៉ាង ម៉េច ដែរ លោក ស្រី ខ្ញុំ មិន ថា អញ្ចឹង ទេ ខ្ញុំ ថា បើ ស្ថាប័ន មួយ ឯករាជ្យ គឺ ស្ថាប័ន នោះ មាន សិទ្ធិ គ្រប់ គ្រាន់ និង គ្រប់ គ្រង ធនធាន មនុស្ស និង ធនធាន ថវិកា ព្រោះ ខ្ញុំ ចង់ ឃើញ ថា boss cloud គឺ ជា ភារកិច្ចជារឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែគណៈបកនយោបាយប្រមាណនឹងទេឧទាហរណ៍ថាមានគណៈបកនយោបាយនោះប្រកួតគ្នាជាភារកិច្ចរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងតែគឺជាភារកិច្ចកិច្ចការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាស្ថាប័នមួយដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលមកឃើញថាស្ថាប័ននោះគឺពិតជាឯករាជ្យនិងអភិក្រិត ដោយឡែកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកទុកចិត្តពេលណាបោះឆ្នោតចប់ទៅលោកមិនមានការតវ៉ាទេអ្នកដែលចាញ់ដោយបោះចិត្តអ្នកដែលឈ្នះឈ្នះដោយថ្លៃថ្នូរចាខ្ញុំមិនចង់ឃើញឲ្យមានបញ្ហាពេលបោះឆ្នោតចប់ហើយលោកស្រីអាចសុំទោសអាចបញ្ជាក់ឲ្យវារៀងជាក់លាក់តិចថាលោកស្រីគិតថាចំណុចណាដែលលោកស្រីគិតថាលោកស្រីមិនអាចដើរតួនាទីឲ្យវាឯករាជ្យបានក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិការឬក៏ធ្វើការងារសម្រាប់ចិត្តអីផ្សេង
ខ្ញុំទទួលលោកបានប្រសិនបើឯករាជ្យភាពត្រូវបានធានាច្បាស់លាស់ដល់ខ្ញុំឃើញថាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានថាខ្លាចណាចា៎មានការខ្លាចដូច្នេះនេះគឺជាមតិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសង្ឃឹមហើយនៅជូនពរទៅសមាជិកទាំង9នាក់ហ្នឹងសូមឲ្យលោកធ្វើការងាររបស់បានជោគជ័យលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ចំណុចណាតិចបានអរលោកស្រីព្រោះលោកស្រីថាមានចំណុចដែលលោកស្រីនៅខ្លាចរអាអញ្ចឹងលោកស្រីព្រោះបជ
miền sức nâng chưa rớt, có chân nào rớt, bà thiên khuôn ai, nhà nụ bà thiên khuôn ai, à kẻ đi khá của ca, à kẻ đi khá của ca rồi đấy. Mình bách miền sức áp văn sân, cản sân, một châu chặt chạy thì mùi đấy chạy. Lúc sẽ chỉ rùm, bà chìa bà rõn miền này khá lược lang thang, lúc sẽ ai miền sức biệt ấy mùi khang, phần ai sở vật hiệp ấy chẳng, lúc sẽ bà kịch thang lúc sẽ chìa mà nụ mà nẹ đài, ai thừa miền ca phá phá đồ chẳng, ai miền chẳng ớt lúc sẽ. Mình thấy chẳng xong chỉ việc chun bóng phố tham là hốt ở bên ý. Khi ông ở miền ca xong biết bị khả nà ở miền thế chẳng khi ông thuê sức đây xong rảnh nâng cứ đỡ xa mà tệ tổ lực luôn bọc khi ông ở miền thế mà lúc xây môi tiết miền ca lực lang tha ai đại sa tha lúc xây khơi tha lúc xây ai cho chia sẻ mà chặt tư ai ngày khỏi tư miền ca khôi kê chmua đại lúc xây ban chia diêm co sang mau lúc xây miền kê chmua lo chẳng ai ngày khỏi tư khai bị chia bờ rót khăn ấy chẳng lúc xây thua càng yên mình ban lo ấy vì ai chẳng đại lúc xây nít cứ chỉ mặt tệ bóc nhom trong cho từ nông sản phẩm ăn muối đại chia sản phẩm ăn thôi cái càng nghiệp bạn là ó nằm bay phần đỡ bị chia phần đó sản phẩm nha cha hai đứa trẻ này hái ban việc nhom khơi nước nông rất thà thầm mình nuôi dưỡng nè đặt thà sản phẩm ăn có cho bó chia sản phẩm ăn ai cái nâng áp chia cái đó cha lúc say bớt sân bao phần nào bạn từng pi quạt bị cha na nông ca cai prai lòng vinh rư sầm rùa càng nghe ai đại lúc xây tiêm tiề miền ấy lúc xây ai bị chà nà lần vĩnh rồi còn lúc xây cất tha chọc ấy lúc xây nhưng mình cất đâu mà lòng đấy nhưng nó khơi tha luôn khi ông đợi cho nhớ cái nạp bạn từng pi nâng nâng rồi là na mà nẹt tiệt đã bây chừng nuốt nhóm nãy giờ
hai nẹt trong cuộc buồn nẹt nâng nâng từ đặt từ phía dương qua cho nó dù từ phía khẩn chấp chậm nâng nâng thôi cái tham nghĩa to từ một cái đấy lúc say bớt sân lúc say cất tha lúc say miên chia sẩm nón po ấy tới cái nạp bạc từng pi pro bị chia bờ rót miên ca lược lang tha nạp bạc từng pi chia yếm bớt tiền bớt tung ro bớt giáo liên khluôn chẳng lúc say hay lúc say cất tha lúc say mà đào bên đi lúc say miên đào tha khluôn thật nâu không sẩm biết cái nạp bạc từng pi đại thực tế không ca được quạt chia yếm bớt tiền thơm mấy cái mỏi co chỗ bo nâng can trường cái nạp bạc nào mua chẳng lúc say nhóm ở miên ca sẩm biết vì cái nạp bạc nào thế cha ở sống hai khi mà sừng khâm tha sám chấp sừng phổ bồn nè nâng lô nâng miền sài đây phiệp nè hai miền sám tập phiệp nâng thôi cái càng gì to từ mục tiết nằm bay bằng rơ phải bây giờ bị tiêu bồ đắp nằm bay riết chom bóc nào nữa ở bàn trầm trơ ở bàn miền chút thịt thò khiêm sừng khâm khiêm nằm quan phong chui ao bóc nào được rồi nè thưa mấy cô mau miền cà to và chỉ chờ đôi được muốn ai xong ai về qua chỗ nào chọc hơi nhẹ chanh chanh đòi ốc chất nhẹ chén đòi chút thịt thua hơi chén đòi miên tầm lại lúc say chỉ trong cái lúc say miên chỉ sầm nồng po được cả chăng mình mà tệ ấy tới can bị chia bờ rót đại quạt cũng phong để rong chạm mờ nhẹ tì bầm buồn nắng cha khi ông miên sầm nồng po từ bằng phong bị chia bờ rót ta xong ai lúc mẹ ta áp hệ tốt nè cùng ai ăn chết nè khi ông nè nhóm chọn chỗ men tên nước nông có chỗ vô ta bị chui trong cõi bằng phát chun từ bây giờ vào rất ở lưu ban bắt nào lưu cõi nữa ban đó trầm tư cùng ở lưu miền cả to và ở lưu muôn tiền á nước cứ chết chết bọc nhóm cha để xa khi nhóm mình ban chỗ chui nấy để xa khi nhóm tập đo mục đẹp nắng khơi thở đẹp nắng bất phía trả sáu khi nhóm mình ai chỗ ban cha từ trên này khi nhóm sâu ở vòng ôn áp hệ tốt cùng ở លោកអរជនខ្ញុំចា ចា អរគុណច្រើន បាន ជួយ ចា អរគុណ ចា ចា អរគុណ ពី ចា ចា អរគុណ